Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg hôm 27 tháng 4 cho biết khối này đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 98% phương tiện chiến đấu như đã cam kết, bao gồm 1.550 xe thiết giáp và 230 xe tăng, đồng thời đang lên kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở ở Bruxelles, Bỉ, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết NATO đã bàn giao đến 98% các loại thiết bị quân sự mà Ukraine đề nghị, cũng như hỗ trợ đào tạo hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine làm quen với các loại vũ khí do NATO cung cấp. Các thành viên NATO và các nước đối tác đã dành sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine. NATO đã bàn giao 98% các thiết bị chiến đấu đã cam kết, bao gồm 1.550 phương tiện bọc thép, 230 xe tăng và các thiết bị khác cùng số lượng lớn đạn dược. Tổng cộng, NATO cũng đào tạo và trang bị cho Ukraine hơn 9 lữ đoàn thiết giáp mới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine hiện đã đủ khả năng để chiến đấu giành lại các vùng lãnh thổ trước đây. Theo người đứng đầu NATO, tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 năm 2023 tại Litva, NATO sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ kéo dài trong nhiều năm cho Ukraine và sẽ đáp ứng các yêu cầu từ quốc gia này. Người đứng đầu NATO cũng cảnh báo Ukraine không được hạ thấp khả năng chiến đấu của quân đội Nga, bởi dù đã bộc lộ một số hạn chế về chất lượng, nhưng được bù đắp bằng số lượng khi Nga có thể ban hành lệnh tổng động viên mới. Tính từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp nhiều loại vũ khí cho Ukraine. Trong đó đáng chú ý có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, pháo tự hành Sisa của Pháp hay xe tăng Leopard 2 của Đức, cũng như các máy bay chiến đấu MiG-29 cũ do Liên Xô sản xuất từ Ba Lan và Cộng hòa Séc. Theo các nhà phân tích, một số loại vũ khí chủ lực mà NATO đã cam kết vẫn chưa được bàn giao cho Ukraine, như các xe tăng Abrams được Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ chỉ được chuyển giao cho Ukraine vào mùa thu tới, và thêm nhiều tháng nữa để binh sĩ Ukraine có thể sử dụng. Ngoài ra, NATO vẫn chưa thống nhất quan điểm về cung cấp các máy bay chiến đấu thế hệ mới cho Ukraine, và số lượng vũ khí đã cung cấp cũng chỉ đủ để thay thế cho số đã bị phá hủy kể từ đầu cuộc chiến. Ukraine hiện đang thiếu số lượng lớn đạn dược khi nguồn cung cấp từ NATO không theo kịp với nhịp độ sử dụng trên chiến trường, và điều này đã hạn chế khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ bị dò dỉ mới đấy cho thấy kho tên lửa của Ukraine đã gần như cạn kiệt. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.